quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên tại các chi đảng bộ trực thuộc, qua đó góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phóng sự sau ghi nhận nội dung này. Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh hiện có gần 80 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hàng năm Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đồng thời tạo điều kiện để những quần chúng ưu tú được rèn luyện và phát huy năng lực sở trường của bản thân, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy trình thủ tục hướng dẫn về công tác phát triển đảng, quy trình thủ tục phát triển đảng viên được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn những phần tử cơ hội vào đảng, hàng ngũ của đảng. Rồi là kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới, kết nạp, đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh, tạo cái niềm tin của mỗi cán bộ đảng viên và sự lãnh đạo của đảng. Phát triển đảng cũng là một cái nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng và đạt cái mục tiêu đề ra, thì phải khơi dậy và phát huy được cái sức mạnh tổng hợp của các cái tổ chức đoàn thể trong cơ quan như là công đoàn, đoàn thanh niên và cũng như là đổi mới các cái nội dung, hình thức sinh hoạt của các cái tổ chức đoàn thể nhằm thu hút đoàn viên tham gia, từ đó phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực tạo nguồn để kết nạp đảng. Nhờ những giải pháp cụ thể đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã kết nạp được 4 đảng viên, vượt 3 chỉ tiêu so với kế hoạch Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giao trong năm 2022. Thì đoàn thanh niên hải quan hiện tại thì tổng số là có 37 đồng chí. Tuy nhiên với điều kiện công tác thì hiện các đoàn thanh niên thì cũng đang phân tán ở các chi cục ta, và với công tác phát triển đảng hiện tại thì đoàn đã rất tích cực ủng hộ cho các đoàn thanh niên, tạo điều kiện cho đoàn thanh niên có thể thể hiện năng lực bản thân để phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng. Với hiện tại thì là đoàn thanh niên đã có 22 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của đảng. Trong 6 tháng đầu năm vừa qua, đoàn đã giới thiệu được cho đảng ủy, lãnh đạo cục là 4 đồng chí và hiện tại vẫn đang theo dõi và tiếp tục để cho các đồng chí phấn đấu. Trong năm học này, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Điện Biên có tổng số hơn 1.500 học sinh, sinh viên và học viên đang được đào tạo ở 9 ngành trình độ cao đẳng, 14 ngành trình độ trung cấp, 20 ngành sơ cấp và 30 ngành đào tạo thường xuyên. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng và phát triển đảng viên, đặc biệt là trong sinh viên. Nhiều sinh viên là đoàn viên ưu tú đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn trên ghế nhà trường. Một trong những cách làm khá hiệu quả đang được Đảng bộ nhà trường triển khai chính là tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao nhận thức, tham gia vào các hoạt động phong trào thi đua để tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Là một quần chúng ưu tú chuẩn bị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, em cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc. Trong thời gian tới, em sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện, nhiệt tình tham gia các hoạt động do trường, lớp phát động và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ạ. Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Điện Biên hiện có 5 chi bộ trực thuộc với hơn 100 đảng viên. Để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, song song với việc phát triển đảng viên, Đảng bộ nhà trường cũng đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Giao cho các đồng chí đảng viên theo dõi, giúp đỡ các đồng chí quần chúng ưu tú để các đồng chí có được cái điều kiện để tham gia vào công tác phát triển đảng. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích tuyên truyền cho học sinh sinh viên về cái vai trò vị trí của việc được đứng trong hàng ngũ của đảng và để các em được có tham gia rất nhiều các hoạt động, đặc biệt là hoạt động về các hoạt động tự thiện nguyện rồi các hoạt động về xã hội, từ thiện xã hội để các em nhận thức được cái vai trò của mình khi mà phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của đảng.
chi bộ phòng nghiệp vụ thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh hiện có 25 đảng viên. Sau khi được triển khai và học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác của chi bộ thì chúng tôi cũng xác định là cái vai trò của đảng viên, đảng viên rất là quan trọng, thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của chi bộ nó sẽ gắn với lại cái nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng viên. Và vì vậy thì chi bộ bao giờ cũng xác định và trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của từng đơn vị thuộc chi bộ thì chúng tôi cũng đánh giá và cũng yêu cầu đảng viên phải nâng cao cái vai trò gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Và hàng năm thì chúng tôi cũng đều triển khai cái việc là cho đảng viên xây dựng cái kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn gắn với lại cái vị trí việc làm của mình. Chính vì thế cho nên là tất cả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị do các đồng chí là người đảng viên thực hiện thì đều đảm bảo được cái yêu cầu và tiến độ công việc. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 79 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 38 đảng bộ cơ sở, 41 chi bộ cơ sở với gần 4.000 đảng viên. Những năm qua, đảng bộ khối luôn chú trọng công tác kết nạp đảng viên, xem đây là nhiệm vụ then chốt có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, căn cứ nghị quyết và tình hình thực tiễn của từng cơ quan đơn vị để cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch thực hiện. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối có trách nhiệm đôn đốc các cơ sở đảng do mình phụ trách, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm hiệu quả nhiệm vụ này. Với sự lãnh đạo quyết liệt, cách làm bài bản và sáng tạo đó, số lượng đảng viên kết nạp năm sau cao hơn năm trước, chất lượng đảng viên được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ khối đã kết nạp vào đảng được 153 đảng viên mới. Để thực hiện cái mục tiêu đặt ra, Ban thường vụ Đảng bộ khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đảng tiếp tục quán triệt, phổ biến giáo dục tư tưởng chính trị cho các quần chúng ưu tú, rà soát quần chúng ưu tú đã học lớp quản lý đảng để phát triển, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Cùng với đó, Ban thường vụ Đảng bộ khối đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú với hơn 300 học viên theo học. Và Đảng bộ khối cũng đã ban hành 2 công văn để đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở trong việc thực hiện phát triển đảng viên. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên hiện vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế như một số cán bộ đảng viên chưa phát huy tính tiên phong gương mẫu, thiếu ý thức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật nhà nước, trình độ năng lực, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu một số cấp ủy còn hạn chế. Việc tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên ở một số nơi gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết tháng 8/2022, Đảng bộ khối còn 39 chi đảng bộ trực thuộc chưa đạt chỉ tiêu kết nạp đảng, trong đó 22 chi đảng bộ chưa kết nạp được đảng viên nào. Để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, trong đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 230 đảng viên trong năm 2022, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của mỗi tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối. Ban thường vụ Đảng bộ khối tiếp tục chỉ đạo các đồng chí trong ban chấp hành kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong việc phát triển đảng viên, giao cho đoàn thanh niên, công đoàn viên chức phối hợp với cấp ủy cơ sở để giới thiệu đoàn quần chúng đoàn viên ưu tú và công đoàn ưu tú cho cấp ủy phát triển đảng viên. Cùng với đó, giao cho ban tổ chức là phải phối hợp và hướng dẫn thực hiện đúng quy trình kết nạp đảng viên, đảm bảo đủ số lượng và đúng theo chất lượng theo cầu quy định của đảng. Thường xuyên rà soát quần chúng ưu tú trong cơ quan đơn vị, những đồng chí đã học lớp cảm hình đảng thì phải tạo điều kiện giúp đỡ để các đồng chí tạo nguồn để phát triển đảng viên, và những quần chúng ưu tú thì sẽ tạo điều kiện để các đồng chí được học cái lớp cảm hình đảng, kiến thức về đảng. Có thể nói hiệu quả rõ nét trong công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của từng tổ chức cơ sở đảng cũng như đội ngũ cán bộ đảng viên. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới mà còn góp phần xây dựng Đảng bộ khối trong sạch vững mạnh và phát triển toàn diện.